Thì sáng giờ thì anh em mình cũng nghỉ xong rồi, bây giờ tiếp tục mà mình sẽ di chuyển về dưới quê của bé Tiền nha cả nhà. Sao Tiền chuẩn bị trước khi mà về dưới nhà thì cảm giác em sao Tiền? Vui. Vui không? Vui không? Giờ là sắp gặp mẹ rồi. Dạ, bên Nam có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi. Và bây giờ anh em mình đưa bé Tiền lên xe cả nhà. Đây, anh Khang vô nè, anh Khang vô. Đây thì mình mới cho bé Tiền đó. Rồi anh Khang lên đi, ngồi phía sau. Thì sáng giờ thì anh em mình cũng nghỉ xong rồi, bây giờ tiếp tục mà mình sẽ di chuyển về dưới quê của bé Tiền nha cả nhà. Sao Tiền chuẩn bị trước khi mà về dưới nhà thì cảm giác em sao Tiền? Vui. Vui không? Vui không? Giờ là sắp gặp mẹ rồi, muốn khóc rồi kìa. Đúng rồi, con chết rồi. Vui không con? Thôi sắp tới nhà rồi thì cho Phấn là mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ về tới nhà. Trong lòng con thấy sao Tiền? Rất là vui không? Vui mừng ha. Hồi hôm ghé lại đây ngủ ngon không? Thì rất là nhiều cô chú cũng mong đợi đưa bé Tiền về quê để mà làm giấy tờ, để mà bé Tiền quay lên đây lại để mà làm việc. Đúng rồi. Đó thì bây giờ nhóm anh em mình cũng đưa bé Tiền về quê để mà giải quyết cái sự việc ở dưới quê luôn, rồi xong làm giấy tờ cho bé Tiền, cũng như là giải quyết cái chuyện mà ông U40 gì đó. Dạ. Thì trước mắt là giờ anh em mình sẽ về đó, xong rồi á thì mình đưa cho bé Tiền về gặp gia đình. Gặp mẹ đi rồi. Rồi anh em mình sẽ gặp ông đi tìm hiểu cái ông kia như thế nào. Ông như là nghe nói cái ông là làm cái gì mà cho bé Tiền quảng hốt và sợ ông. Đúng rồi. Rất là sợ ông đó luôn. Bây giờ con cảm thấy trong lòng con vui không? Thiệt không? Bây giờ về gặp mẹ phải làm sao? Tóc mẹ liền hả? Mà cũng như là anh em sẽ đưa bé Tiền về thì hỗ trợ cho bé Tiền làm giấy tờ xong luôn. Rồi lúc đó thì bé Tiền quyết định muốn đi lên làm hay là như thế nào thì tùy bé Tiền. Nhưng mà trước mắt là ngày hôm nay anh em sẽ đưa bé Tiền về với gia đình. Đi từ phía giờ thì cũng nghỉ xong rồi, bây giờ là tiếp tục cuộc hành trình sẽ đi về quê nha quý vị. Trên xe có anh Huy, rồi anh Bin, ở bé Tiền, phía sau thì anh Khang, ở bốn anh em mình. Bin tới đâu rồi Bin? Sắp tới Cà Lại rồi đó anh ơi. Rồi vậy hả? Hiện tại thì xe quá vui. Nam. Hello mọi người. Khang. Hello mọi người. Bé Tiền. Ở đây là anh Huy. Hello mọi người. Thế anh em mình đưa bé Tiền gì xuống nhà bé Tiền luôn, hay là mình ghé một đâu đó rồi mình chút xíu mình kiếm ăn đi, kiếm chỗ ăn uống chứ từ sáng thì chưa ăn. Đúng rồi, thế hôm về mệt quá rồi đó. Là bé Tiền á, nhiều khi á không dám vô nhà tại cái nhà ông đó sắp bên đó, hiểu không? Tại vì nói chung với anh em mình cứ đưa vô bình thường. Mình nó mắc gì đâu mà phải sợ. Chứ phải sợ, mình bốn người mà. Đúng rồi, bình thường thôi, không gì phải sợ. Chỉ có bé Tiền á lo sợ thôi, nhưng mà ngày hôm nay đi về thì có anh mấy chú ở đây là đừng an tâm rồi. Tâm lý của con cứ thả lỏng, bình tĩnh, không gì phải sợ, hoảng hốt sợ hết. Thôi chắc các Tiền, các bé Tiền chắc ngủ không được đâu không? Đúng rồi, tại vì đồn về. Đồn đúng rồi. Đi về với mẹ mà. Đúng Tiền. Con có xài xe không Tiền? Không sạch sẽ ha. Cô chú nói anh em mình sao mà không chịu đưa bé về quê. Thì hôm nay là bắt đầu mình sẽ đưa bé về quê cho vừa lòng. Đúng rồi. Dạ cô chú. Nhưng mà bữa nay cũng rất là vui luôn.
là anh em mình thuyết phục. Bữa giờ thì ngày hôm nay bé Tiền mới chịu đồng ý ra đi về quê. Lần này về quê cái là có giấy tờ luôn ha, làm giấy tờ xong lên làm mà có việc làm luôn. Vô kiếm chỗ làm luôn. Lên đây thì việc làm thì có mấy chú hỗ trợ rồi. Bây giờ chủ yếu là giấy tờ thôi. Sao? Quyết định vậy nha. Bây giờ con thử đoán mình, nếu mình có giấy tờ đầy đủ đó là con cái nghề nghiệp con muốn làm á là con muốn làm gì? Muốn làm gì? Con làm gì cũng được. Làm gì cũng được hả? Miễn có việc làm là được ha. Có việc làm là được đúng không? Cái này là cái điểm mà tôi nhắc anh em để anh em nhớ nha, khi nào về hỏi là bé Tiền. Ngày hôm qua anh em mình có dắt bé Tiền giờ đi khám bệnh đó. Thì về hỏi là bé Tiền hồi lúc nhỏ đó là bé có cái triệu chứng bệnh hay không? Đúng rồi. Nhằm khi xuống dưới để mình quên đó. Hoặc là theo em nghĩ thì tại vì bé nó bị cái cú sốc vừa rồi thôi. Chứ nhiều khi có thể là bình bé nó bình thường nhưng mà do cái cú sốc vừa rồi thì thành ra nó bé nó vậy. Đúng rồi. Khi mình về là tranh thủ làm giấy tờ cho bé, nhưng mình qua bên ông đó cái ông là cái ông cỡ nào mà làm cho con bé Tiền nó phải hoảng hốt đến vậy. Thì chắc cũng anh em mình sẽ chia sẻ trên xe một đoạn. Thì tới dưới quê thì sẽ gặp những người thân của bé Tiền như thế nào. Rồi mình sẽ cập nhật khi mà lúc anh em mình sẽ về quê. Thì rất là mong quý vị khán giả đồng hành cùng anh em mình với lớp bé Tiền sẽ đi về quê và gặp mẹ của bé Tiền ra sao và cũng như cái hoàn cảnh của bé Tiền như thế nào nha cả nhà. Nhớ cái vụ buổi tối không? Buổi tối mà bé Tiền nó làm cho mình hoảng sợ. Đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ hồi hôm nè, lên xe rồi đi một đoạn rồi ngủ rồi á. Sáng ngày hôm nay thì em nhớ cái gì mà ngày hôm qua em làm một tiền. Rồi tối nó ngồi trên ghế chỉ chỗ nó nói này nó kêu làm. Rồi anh em mình nó hoảng sợ luôn. Cướp tim với nó luôn. Đêm hôm là thấy nó là về mà ngủ được luôn mà. Sao mà bé Tiền nó vậy ta? Công nhận chỉ có tối là bé Tiền làm cho kinh khủng nhất, cho em sợ nhất luôn á. Thì bây giờ lên xe rồi con cứ thư giãn đi. Nhưng là có mà biết ca không? Ca một bản đi. Hồi tối ca cọ bé đi. Ê, nếu mà hồi tối mà không có một pin á mà thắp hương xin bà á là chưa chắc là bé tỉnh lại. Đúng rồi, đúng không? Nói chung ra thì mình anh em mình chung nhóm bốn anh em mình thì cũng có một đồng chí hướng là muốn cho bé Tiền nó trở nên lại bình thường, với lại muốn cái gì đó nó cho nó tốt đẹp với bé Tiền. Đúng không? Đúng em. Con số em ra. Cho nên thì mong là sau cái chuyến anh em mình về quê này là bé Tiền có sự một cái thay đổi khác, cũng như là nhanh chóng mà lấy lại những tinh thần. Nhất là tinh thần, thứ hai đó là giấy tờ đó bé Tiền có thể đi làm như ước muốn của bé Tiền để kiếm tiền để lo cho mẹ. Anh em mình cũng vui chứ, đúng rồi. Không? Ok, cái cầu này, cầu gì anh em? Cầu này là sắp tới cầu cầu gì? Cầu gì quên tên luôn rồi. Bé Tiền cho chú hỏi là nếu có về quê mẹ con không cho con đi nữa thì con tính sao? Thôi nhưng mà nếu mà gì càng tốt nữa. Ở nhà với mẹ đi, đúng không? Xong rồi mấy chú ở đây thì sẽ xuống dưới để mà xem coi cái người mà đàn ông mà em nói làm sợ đó là ai. Thì nhờ mọi người can thiệp giúp đỡ cho em, hiểu không? Cái gì thì cứ bình tĩnh. Bây giờ là cứ an tâm nha. Trong lòng có tới tiền bây giờ là chỉ nôn về nhà thôi. Để gặp mẹ với em đó, để được ôm mẹ sau 3 ngày, sau chung là sau bao ngày xa cách đó. Thì ngày hôm nay thì anh em mình sẽ chia sẻ một cái đoạn clip mà trên xe khi mà anh em đưa bé Tiền đi về quê và cũng như gặp gia đình.
thì rất là mong cô chú anh chị đồng hành cùng anh em mình xuống dưới quê của bé Tiền, xong rồi xem là cái hoàn cảnh của bé Tiền ra sao, và đặc biệt hơn là cái người đàn ông khiến cho bé Tiền sợ hãi mà bỏ lên Sài Gòn lần thứ hai này như thế nào nha cả nhà. Thì bây giờ hồi nó tới chắc là mình tầm mình chiều mới tới á. Bây giờ là chút xíu nữa bắt đầu bây mình giờ là trong nhóm mình là có 4 em đúng không, hồi nó là mỗi một người bỏ gan chịu để mình gửi cho mẹ bé Tiền đến tổng phút. Dạ. Thì bữa hổm là Tiền anh em mình cũng người hỗ trợ cho bé Tiền, nhưng mà bé Tiền nó cứ để ở nhà cho mẹ hết rồi. Thì có gì xuống dưới thì mình xem đưa cho cô nhà nha. Đúng rồi. Đi cái tình hình này chắc là khoảng tầm anh em mình chiều mới tới dưới quê được. Lát chút xíu nữa thì mình ghé cái chỗ mà quen của bên ghé ăn cơm nha anh em. Dài thì cũng có cô chú anh chị các bạn gọi cho anh em mình rất là nhiều, nhưng mà trong cái thời gian đó thì như là số điện thoại với comment nhiều quá nên anh em mình cũng tối ngày cũng có công việc á, nên không có thời gian mà trả lời cô chú. Thì mong cô chú anh chị các bạn thông cảm cho anh em, khi nào có dịp thì anh em mình sẽ vô cái comment để coi như là cái ý của cô chú như thế nào, thì lúc đó là anh em mình sẽ đưa ra một cái kết luận chung. Hay là bây giờ anh có một đề nghị gì nè Tiền, thì em bây giờ em suy nghĩ thử nha. Giờ đi về dưới giải quyết xong công việc rồi, tình hình coi mẹ của em sao, sức khỏe mẹ em sao. Nếu mà em đi làm công việc khác thì để mà mọi người giúp đỡ cho em á, thì để anh sẽ chia sẻ lên cô chú nào muốn tạo điều kiện giúp cho em công việc thì giúp, còn nếu không á em không muốn làm thì em sẽ về chỗ bên nhóm của mấy chú đây đó, bán hàng kiếm thêm thu nhập, công việc nó cũng thoải mái nữa, được không? Thì bây giờ cứ trước mắt là bây giờ an tâm vậy đi, rồi còn mà công ăn việc làm thì ở đây sẽ mấy chú sẽ hỗ trợ cho em. Khi nào về đó mình làm giấy tờ xong xuôi hết, đúng rồi, rồi gặp ông kia giải quyết để cho bé Tiền nó đi lên đây nó làm an tâm về mẹ mình. Đúng rồi, chứ đúng để rồi. Khi mà mình bây giờ mình nói như vậy thì bé cũng không có tập trung được gì đó. Trước mắt bây giờ thì theo ý kiến của anh Bin ha, là bây giờ trước mắt là mình về á, mình gặp cho bé Tiền gặp mẹ trước đi, rồi trò chuyện, rồi ví dụ như là giấy tờ xong, ví dụ như mẹ có bé Tiền ví dụ có ủy quyền lại hoặc là có nhờ anh em mình á, dạ, thì lúc đó là mình sẽ vào vấn đề. Đúng rồi, mình có thể là trách nhiệm để mà có thể là mình an tâm hơn. Ý là em đang nói là cho con bé Tiền thoải mái á, bây giờ em có thể tìm công việc ngoài, hoặc ở đây bây giờ là mấy chú đây sẽ tạo công việc cho em làm cũng được, em có thể là bán hàng mà, rồi để mà em kiếm thêm thu nhập đó. Đó là ở đây là mọi người sẽ cùng, bữa giờ thì anh em cũng bàn bạc nhiều rồi, nên là trên ngày hôm nay trên cái quyết định đi về nhà thì gặp mẹ rất là vui rồi. Thì đây mấy chú cũng muốn chia sẻ cho bé Tiền vậy ha, cố gắng an tâm nha. Nói chung là nhóm anh em mình bây giờ cũng khuyên bé về quê, yeah, rất là mừng. Yeah. Bé bây giờ cũng đã đồng ý về quê chứ. Mấy clip trước thấy không? Không biết cô chú anh chị mình cũng biết à. Lúc nào cũng lắc đầu hết, nói cái gì cũng lắc đầu hết. Mà đúng hôm nay nhóm anh em mình khuyên được bé Tiền về quê là một tin rất là vui luôn. Để mà đưa bé Tiền về làm giấy tờ này nọ, giải quyết cái công chuyện mà từ trước đến nay mà làm cho bé Tiền buồn. Dạ. Yeah. Con thấy đói bụng chưa? Đói bụng thì để hậu anh em mình giờ này cũng chưa đâu, kiếm cho nào mình cho bé ăn cơm đi. Dạ. Thì sẵn anh em mình ăn luôn, thì coi chọt mắt chút xíu thôi chứ anh giờ chỗ lạ ngủ không được. Không ngủ không được luôn anh? Ừ, chỗ lạ. Trời, được gì rồi tôm? Ngày hôm đi ngủ cũng có nhiều đâu, ngày hôm nay mình lên xe mình đi đó này rồi, 11 giờ mấy rồi. Có đêm hôm như 1 mấy, ngày hôm 12 mấy luôn chứ. Dạ. Ngày hôm 12 giờ 15 á. Nhưng 25 anh em mới ngủ mà. Còn đêm hôm gì? Gặp tối mấy ông tài xế ổng sợ ngay chỗ đó nó chứ. Trời ơi, lại thì chứ. Không dám vô luôn hả? Không dám vô luôn. Làm đi bộ một đoạn mệt cũng chết luôn. Bởi vậy thì kệ đi, mình anh em mình giống như đi du lịch đi. Đúng không? Đúng rồi. Sẵn là giúp cho bé Tiền luôn. Bé Tiền một lần này. Cố gắng lên nha.
kẹt xe quá. Bây giờ anh tài xế đi đừng tắt coi. Xe quá đi, đừng tắt cho mau. Thôi bây giờ là mình sẽ kiếm cái quán ăn đi. Rồi anh em mình vô đó ăn uống nghỉ ngơi đi rồi mình tiếp tục cái cuộc hành trình. Và đi sẽ đi về quê chắc có thể là tới chiều mới tới đó. Giờ đó anh tài xế ghé chỗ này mình xuống lên tài xế ơi. Xuống mình kiếm chỗ nào ăn uống cà phê cái đi. Xuống. Thì mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì ngày hôm nay anh em mình đang nghỉ trưa và cũng như là ghé ăn cơm cho bé Tiền ăn. Thì còn một đoạn cuộc hành trình, một đoạn nữa thôi là sẽ về tới quê rồi. Thì sau khi mà anh em mình ăn cơm xong, nghỉ ngơi xong thì bắt đầu là tiếp tục cuộc hành trình đi về quê của bé Tiền nha quý vị. Hiểu không? Thêm nha nè. Về miền Tây ăn món canh chua với cá và cá chép bùi chét luôn. Đúng rồi. Trời ngon luôn. Nè, bên này. Ủa không rồi, thấy không? Ồ ôi. Tiếc chơi. Món ở dưới cái lại nha. Cái lại cái món này nha. Còn anh là châu kho nha. Châu kho xa ớt nha. Đây là món ăn miền Tây dân dã miền sông nước. Đó, sắp tới quê bắt tiền rồi, bắt tiền đãi chú ăn giữ tiền. Rồi cái này là hả gì dưới con đãi ăn gì? Hả? Canh là canh chua mình chén. Có vàng không? Ở dưới quê á. Đừng có đãi ăn đồ sống với bà. Nha. Rồi, ăn cơm anh em ơi. Rồi vô cơm đi anh em. Đây kêu mời cả nhà mình ăn cơm luôn nha. Để em kêu ăn, em kêu nước không, xong rồi ăn. Em vô ăn sau. Rồi. Máy này là máy cài hay máy tàu không? Máy cài. Ăn cơm nó bụng quá đợi mày nó chuyện hoài đúng mà. Mọi người lâu lâu về miền Tây chiến mà. Cho nên là mình cũng phải thử ăn những cái món mà dân dã ở miền Tây như thế nào, đúng không? Canh chua, cá ba sa, cá chả. Cá ba sa đúng không? Quê cá chả. Cái này là dưới quê này là cá chả nha mọi người. Đó, món ăn này ở miền Tây. Ăn gì với tiền nè con. Vô. Anh Quy xúc vô anh Quy. Cái này nè, anh xúc con bên nè. Rồi, ok chưa? Ok, mọi người ăn cơm nha. Rồi, ăn cơm em ơi. Tối quá, còn tối, trời anh sót ruột cũng chết luôn. Ê, để thằng Khúc ớt coi. Đó. Để nào mời mọi người ăn cơm nha. Món này là rất là ngon nè, có tiền ăn ức coi. Miền Tây nha mọi người, về miền Tây thì mình ăn món canh chua là hết hết sảy luôn. Rồi mời các bạn ăn cái này với mình nha, cái ức cái càng. Ủa ông tài xế đâu, mình chưa tài xế ăn luôn. Không, ông ngồi mệt, ông văn võng nằm à. Ông nói ảm chị trẻ, ông nói lâu lâu mới về miền Tây, bữa giờ ông đi miền Bắc mà. Ngon quá anh ơi. Ăn nhiều quá tiền. Rồi, được không? Ông lâu lâu về thấy chuyện miền Tây cũng nhiều cái thay đổi ha. Ăn canh chua ngon quá. Đúng là canh chua miền Tây ha. Ăn với muối á mọi người. Đúng rồi, tuyệt vời. Bên đặc luôn á. Cay à, ngon. Ngon quá, cay. Cái này ngon lắm nè. Trời ơi, mỡ hả? Béo. Tại nói chung ra là ức cá này ăn á là ăn không mập. Không mập rồi. Nhưng nó ăn cái đó giữ heo. Chủ quán này nấu đồ ăn ngon thiệt chứ. Nấu ớt rồi. Rồi cảm ơn chị rồi, nha. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn chủ. Nè uống là bà tiền.
đi anh em mình đi về không biết nước mía này ngon quá, biết khi nào mà mình ghé lại đây mình uống lần nữa anh em. Đúng rồi. Chủ quán ơi, cho thêm miếng cơm thêm mà chủ quán ơi. Mà lần này đi đi về quê bé thì mình vui nha. Mình vui, vui đúng rồi, vui. Hồi nãy có ông anh kêu em ghé nhà nghỉ của ổng nghỉ, mà mình qua mất tiêu rồi. Đó, được chưa? Em ăn hà không? Ăn nhiều rau vô cho nó tốt. Đúng rồi. Nè, cá thấy cá làm chín ngon không? Đó. Xin cảm ơn chị chủ quán đã ngại lên hình luôn mọi người. Nhưng mà làm đồ ăn rất ngon. Bạn hết cỡ. Buôn bán phải lên hình chứ chủ quán thì cục chủ lên hình. Và chủ quán cơm là chơi không được à. Và chủ nước mía thì còn bưng nước đồ là kia không được. Sao mà cái cảm giác con sắp về nhà con không thấy sao tiền vui không vui không? Sắp sửa từ đây tới tới chiều tối chắc có thể là anh em mình về tới nhà bé tiền không? Ừ, có rồi. Rồi mình đi muốn gần nửa đường rồi. Đổi quá trời đổi không mà các ông tài xế này cũng vui vẻ ha. Ừ. Cũng nhiệt tình con uống. Nhưng mà có cái lúc đầu vô là không dám vô lỡ. Vui vẻ bảo trầu kho ngon ha, nó là bò mà bò kho trầu kho đó trầu. Hai mình về với mình cây như có tiền không mà mình có ghé đâu nữa không để có phải nên mình về tới dưới quan trọng mình có bé tiền về quê đi. Ừ, về tới dưới là anh em mình tính tiếp. Bây giờ chưa tới, chưa tính được. Không chứ làm gì cũng phải chơi hoài. Phải đi chơi, để mình có công việc của mình lắm. Về dùng Bạc Liêu, Cà Mau, Bạc Liêu chắc là Cà Mau rồi á. Chắc qua chỗ gần đó chắc có thể là gần nhà với tiền có hải sản nha. Ừ. Nó cua rồi á. Rồi, cho bé tiền ra bắt gạo nhóm mình anh em mình ăn. Ừ. Ủa, quá tiền. Chứ dưới quê còn có mấy cái ao cua được không bé tiền? Mấy chú là thích sông nước lắm. Mấy con cua lội chú mà lấy cây mọ thì nó có mua gì. Về là cho ông Nam xuống anh tấn công ăn. Ok. Biết là tiếp bên không? Ok. Trời em dân miền Tây mà anh. Tiếp bên không? Đi tiếp bên không? Để chứ. Anh có anh à? Anh biết lỗi không? Biết lỗi anh. Biết lỗi là từ của miền Tây á. Bơi là từ của Sài Gòn thành thị. Đúng rồi, đúng là dân miền Tây mà. Ngon quá nè. Ngon quá. Nói xong rồi anh em mình nghỉ chút xíu rồi mình tiếp tục hành trình đi về quê. Để anh em ăn đi, còn lại. Thấp chưa? Tính tiền không chứ gì? Tính tiền đi chứ. Ăn chưa no còn ăn nhiều mà. Từ từ gặp gáp gì từ đây tới chiều cũng tới nhà. Tranh thủ gì sớm sớm mà cái miếng sợ tối á. Mình không biết là vô trong kinh thế nào á. Phải mà ăn uống xong nghỉ mệt cái anh em ơi. Trời ơi, ngắn mệt quá trời. Nhất là vô mấy cái đường ruộng á. Ừ. Cái con bé tiền á, nó ngủ mà anh em mình ngồi ngoài bảo vệ. Mệt muốn chết không có ngủ được đâu. Nhà của con sợ là sợ chỉ bỏ đi nữa. Nhà của con xe chạy tới nhà không? Nhiều khi
không tới hả? Những cái lỗ đất đó là xe không vô được là chết luôn á. Đi về, đi về khuya sau đi xe lớn đất rồi nhà rồi. Lỗ đất kìa, lỗ đất luôn đó tè. Lỗ đất thì bổ. Lỗ đất đi về khuya nó người biết sao nhà vô xa không nữa. Thôi mà nó nói vậy đi, nói về cái đi bộ nha. Anh Vinh Quy là đi chậm nhất. Ủa nó đi. Núi được không? Rồi đi về đi nhà rồi giờ anh em mà kêu qua chủ quán không? Tính tiền nước rồi. Nghe tính tiền. Anh gà tính hả? Nghe tính tiền với giờ đi. Rồi đang vào rồi anh em. Có bao giờ miền Tây mọi người ăn được nhiều chứ? Quá trời ngon luôn á. Ăn uống bể bụng. Lấy cái lọc đi biết hả? Lấy đỉnh đồ ăn vậy? Cho mấy thằng mẹ ăn. Đây chạy quê chồng qua lên rồi lấy cái thằng mẹ ăn. Về thăm lại. Mình có dính hài lắm không mọi người? Ngon quá ngon. Vẫn là phong cách cũ mọi người. Không, để vậy thì anh em đi nói chuyện thoải mái vui vẻ cho bé Tiền nó tâm trạng nó thoải mái hơn mọi người. Bữa nay thấy bé Tiền nó thoải mái lắm hồn ha. Đúng rồi. Thoải mái vui vẻ ha. Sao con ăn cơm? Thấy ngon không Tiền? Con không? Nãy mọi xe xây xe quá trời. Không phải xe nhưng mà nó lên xe đứt nói. Bây giờ con về quê á, là con đi lặt rau muống với bắt cua. Hồi đó là cái nghề của con. Con đi lặt rau muống bắt cua là con đãi mấy chú bữa cơm nghe. Nghe nghe. Chịu không mà cười. Bữa nay vui rồi. Bữa nay vui rồi. Bữa nay thấy mở nụ cười ha. Chứ không gài đâu thấy cười đâu. Giờ thấy bé Tiền cười luôn. Đúng rồi. Nay vui quá trời. Bữa nay là sắp về thì gặp mẹ. Được gặp mẹ vui rồi. Quá thì vui luôn. Mấy chú này cứ nói người ta phải vui chứ. Anh em mình tranh thủ nghỉ ngơi đi rồi tiếp tục hành trình. Rồi thì bây giờ anh em mình để di chuyển tiếp mọi người ơi. Để di chuyển tiếp cô chú ơi, ăn cơm xong rồi có gì anh em nghỉ ngơi chút xíu rồi để đưa bé đi về quê chắc tới chiều tối mới tới. Giờ thôi anh em mình kết thúc đi. Ok. Dạ bên em có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi và chống chỉ định là người tiểu đường, đái tháo đường sẽ không uống được nha quý vị. Đó. Và một ngày thì uống tầm 3 lần, mỗi lần là uống một ly rượu nhỏ sau khi ăn 15 phút thì uống trong vòng đến 1 đến 2 tuần sẽ có hiệu quả cực kỳ luôn, uy tín chất lượng luôn quý vị. Đó, và ở đây mật ong gừng hai loại sản phẩm. Quý cô chú anh chị nào mà mua thì hãy liên hệ số điện thoại của Nam bên dưới, bao miễn phí ship toàn quốc quý vị. Và mật ong gừng là bao quý khách hàng test 100%. Nếu khách hàng không hài lòng, bên kênh Nam hoàn tiền 100% đó quý vị. Đây, uy tín làm nên thương hiệu.